là để giải quyết việc của Tề Trạch Thắng, có biết không? Trời ơi. Lẽ gì vậy? Lẽ vậy là sao, nói nghe thôi. Với tay thuần giờ hai anh em con quốc hơn anh rồng là thuần giờ con, mẹ với ba là chùm nhau, còn còn bà ngoại với hai anh em con là chùm nhau. Rồi chùm nhau là sao? Là dính với nhau, với ghét nhau. Vậy hả? Thuộc về này kia đấy, ai thuộc về ai hả? Giáo gần đây Nhi Thần cũng lo lắng chuyện này, nhưng mà Nhi Thần đã giao cho Triệu Nhiên lệnh nó đều thông binh mã đến quốc phủ giúp vào đề đốc tăng cường cách hộ đội cung. Vì vụ án năm xưa trong hoàng cung cũng đã chết rất nhiều, khiến cho lòng người hoang mang, cũng không biết phải đến khi nào sự thật mới được phơi bày trả công bằng cho dĩ đau. Bạch Thái Hậu người có sao không? Tú Nhi sẽ đem thuốc tới cho người. Hoàng Bạch Nương, người có để Tú Nhi nhiều người về cùng nghỉ ngơi, Nhi Thần truyền ngự y tới bắt mạch cho người. Không cần đâu, ta nghỉ ngơi chút sẽ không sao. Con phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, tìm ra sự thật vụ này. Dạ, Nhi Thần biết. Mẹ tên Phương. Vâng, sao? Và nô tỳ thân kính hoàng thượng. Ơ nợ ơn vợ ơn phân sắc phấn. Sắc đâu? Tự nhiên không. Hôm nay nhìn sắc mặt của người khá tốt, sức khỏe. Ơ nợ ơn vợ ơn phân. Nô tỳ đã khỏe lại không? Vậy thì tốt. Dù ăn no, và ông Phong, và ông Phong, và ông Phong nói ra nhà đó.